Quỳnh Đông xin kính chào quý vị và các bạn. Và hiện tại là Quỳnh Đông đang có mặt trên tuyến đường cao tốc Bắc Nam như quý vị. Đoạn đường thuộc xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Và phía bên tay phải đây là hướng đi từ đèo Cù Mải vào nha quý vị. Và hướng bên này là đi thẳng vào Tân Dân, rồi đến Ninh Hòa, ở Nha Trang. Và phía sau lưng đây là cầu vượt cho anh em. Phía trước mặt anh em đây là hướng đi vào nha anh em. Ở đây là đoạn đường cao tốc đi ngang qua xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Trước mặt anh em ở đây là cây cầu vượt nha anh em. Cầu vượt đây nằm trên tuyến đường cao tốc Bắc Nam. Và đoạn bên đây là hướng đi về đèo Cù Mã. Và sau này người dân sẽ đi trên cây cầu này để đến rẫy. Và bên đây đồng ruộng lúa của bà con. Tiếp tục đi trên con đường này sẽ tới điểm nối, đó là hầm Cổ Mã nha anh em. Và phía bên trái, trụ điện cao thế đã được di dời để thuận tiện cho làm đường cao tốc. Rất nhiều trụ điện cao thế đang được di dời nha anh em. Và tiếp tục trên con đường này và sẽ tiến tới đường đèo hầm Cổ Mã nha anh em.